Chỉ với một cây siro giống 50 ngàn thì sau 1-2 năm quý anh chị chúng ta sẽ có được một cây siro bên hàng rào và cây siro chậu bonsai đẹp như thế này. Hoặc là để tiết kiệm hơn thì tiết kiệm thời gian thì quý anh chị chúng ta mua cây lớn hơn loại 250 thì chỉ sau vài tháng đến 1 năm nó sẽ có trái. Và cây 350 thì là cây đã từng có trái rồi. Quý anh chị mua về chỉ đón đến mùa thôi là cây siro sẽ ra trái. Ngoài ra thì còn có cây lớn hơn nữa. Quý anh chị cứ liên hệ về số điện thoại 0914 935 946. Có cả Zalo để tư vấn giao hàng và tư vấn cách chăm sóc cây siro. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý cô chú, các anh chị đã quan tâm theo dõi clip này.